Vâng, chào các bác trở lại với kênh của Ngô Cường Video. Tiếp tục lên sóng giới thiệu các bác 7 bộ mic em vừa mới dọn xong, đó là bộ mic 3300 Rilakka, hàng bãi xịn nhé. Đây là hình thức tai mic các bác này, đây là tai mic này. Đấy. Những cái tai mic này về nó có xước thì đã phải thuê thợ ô tô họ sơn. Sơn hai thành phần đấy để phủi lên. Đấy. Những cái sơn này là chống xước nhá, như zin như nguyên bản luôn, giống như cái sơn ban đầu ấy, nó chỉ phủ lại những cái điểm xước thôi. Đấy, rọ này những con nào xước bẩn thì em sẽ thay cho các bác. Chống năn đầy đủ hết. Đây là hình thức các bác này. Đây là hình thức riêng Rilakka thì đời những đời 3300 thì rất đơn giản, chỉ có hai màn hình hiển thị cái này là hiển thị kênh. Đấy, 5 năm là kênh bên này là kênh 24. Thì khi mà bật tay mic lên kết nối thì nó có hiện màu đỏ. Khi alo thì cái đèn RF AF nó sẽ báo hiệu. Rất là đơn giản, nhìn rất là dễ. Đây là nút nguồn. Còn đây là nút quét sóng. Và đây có một nút nữa, nó là nút đổi kênh. Dòng 3300 thì bác biết rồi, đó là chạy cơ chế dual channel. Những đời này là chạy cơ chế dual channel, tức là một anten phát một lúc hai tần số để bám bắt hai tai mic, nên Rilakka sóng xa ổn định và không bị mất sóng, rất là hạn chế bị mất sóng. Đây thì là đây là phía đầu thu bác nha. Đấy, đây ruột này em mở ruột cho bác xem. Đó. Đặc trưng của Rilakka là vỉ màu xanh, gọi là màu xanh Intel, rất là chắc, toàn bộ là tụ nhôm, toàn bộ tụ nhôm. Và những sản phẩm chính hãng sẽ có chi Rilakka và mã vạch ở bên trong. Đấy, những cái sản phẩm gia công cũng là Rilakka sản xuất nhưng mà định hướng theo thị trường thì sẽ không chữ Rilakka. Các bác để ý là sẽ không có chữ Rilakka và nhìn bên nó sẽ dại hơn. Nên là các bác muốn mua đồ xịn chính hãng Rilakka thì cố gắng mở được ruột ra để kiểm tra. Tất nhiên đồ điện tử là hiển nhiên là xịn ở linh kiện rồi chứ không thể xịn ở mồm được. Ngoài ra nó còn phải hay nữa. Đấy các bác nghe. Đây xem mình trước này. Thì phía sau thì có hai rắc Canon. Đấy, một rắc 6 ly. Hai rắc Canon này đánh riêng cho hai đường mic riêng cho bác làm sự kiện hoặc là có thể muốn chỉnh vang số hai đường mic riêng biệt ấy thì chỉnh mic nam, chỉnh mic nữ. Đấy, còn đường này đường chung cho cả hai đường. Còn đây là độ nhạy tăng công suất do cái đường này đấy nhé. Đây là cái từ 0 đến 10 dB này. Mixer out này, dành 6 ly này. Tức là con này có thể dùng 6 ly cắm vào mixer được vì nó có độ có cổng chuyển để tăng công suất. Đấy. Còn đây là volume A, volume B. Đây là độ nhạy của từng kênh và có một cái lấy nhựa này. Cái lấy nhựa này là hãng thiết kế rất là cẩn thận. Tức là luôn cái dây nguồn vào trong này. Đấy, buộc lại và mới cắm vào đây. Thì khi đó các bác sẽ không bị rút đột ngột ra nữa. Thì sóng vòm mà rút đột ngột nó rất ảnh hưởng thiết bị rất là nhiều. Đây là hình thức phía trong, các bác xem lại lần nữa. Thì con này em báo giá này luôn cho các bác là sẽ bán cho các bác giá cực rẻ. 2,8 triệu một bộ, 2,8 triệu một bộ nhé. Tặng phụ kiện, tặng chống năng đầy đủ hết. Đấy. Các bác nghe thử chất âm nhé. Lên 5, 6, 7. Toàn bộ như này là côn đời, côn zin hết. 3300 côn zin thì nghe rất là hay rồi. Tiếng nó thoát tiếng và có độ si. Lên. Đấy, các bác nghe thử một đoạn karaoke em sẽ hát thử cho các bác xem. Like bài và đăng ký kênh giúp em nhé. Em 7 bộ em dọn trước, em sẽ bán trước 2,8 triệu một bộ nhé. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo. Đặc biệt là những cái dòng mic Rilakka là chống hú rất là tốt và không tự ngắt, chạy mạch kèn nhiễu, nó cao cấp hơn những cái đời mà mạch đếm như Beyer, BVS rất là nhiều. Tự ngắt là rẻ tiền, không tự ngắt chạy mạch kèn nhiễu như xua như sen
đi là cả mới là đắt tiền. Chạy mạch kèn yếu thì các bác bật tay mic đi, bật tay mic đi này, nó cũng không có nhiễu tạp âm vào cái côn này. Đấy. Còn những cái dòng mic kia thì nó cứ ngoan ngoãn lên loa đấy. Đấy, các bác mua thì ủng hộ em nhé, 2,8 triệu một bộ. Xin chào và hẹn gặp lại bác ở những clip tiếp theo.